Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 10, các đại biểu dự kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và thảo luận ở tổ về 4 dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Theo đó, dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi quy định một số nội dung chủ yếu về hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và bảo hiểm vi mô. Ngoài ra, dự thảo luật còn quy định về đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, chính sách tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm. Về đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho từng tỉnh, cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế thu đầy đủ phí tham quan di tích trên địa bàn vào ngân sách nhà nước. Với tỉnh Nghệ An, trong 9 cơ chế chính sách đặc thù, có việc cho phép tỉnh được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vốn vay nước ngoài. Đối với thành phố Hải Phòng, trong 7 chính sách đặc thù có việc đồng ý cho tổ chức nghiên cứu và triển khai xây dựng khu thương mại tự do phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Dự thảo nghị quyết cũng đề xuất ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công, được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài. Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao về tính cần thiết của việc ban hành nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Qua đó tạo cơ chế cũng như đẩy mạnh phân cấp để tạo thêm nguồn lực và tăng tính chủ động cho các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, tạo ra những cực tăng trưởng lớn để lan tỏa sự phát triển trong những vùng kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Quốc hội cân nhắc thời gian thí điểm thực hiện chỉ nên đến hết năm 2025 để phù hợp với kế hoạch thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Đến hết năm 2025, cần tổng kết việc thực hiện các chính sách đặc thù này. Nếu phù hợp, có thể luật hóa hoặc đưa ra thành quy định áp dụng rộng rãi cho các địa phương trong cả nước từ năm 2026. Các đại biểu cũng thống nhất cao với đề xuất nâng mức trần nợ vay cho 4 địa phương Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm quy định phải đảm bảo bội chi ngân sách địa phương không vượt quá 0,3% GDP. Đối với nguồn lực bổ sung từ Trung ương, các đại biểu đề nghị nên dành chi cho đầu tư phát triển hơn là chi thường xuyên để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn đối việc tăng thẩm quyền cho các địa phương trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Thực hiện chính sách đặc thù về quản lý đất đai có thể dẫn tới tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các địa phương trong thu hút đầu tư, nên Quốc hội cần cân nhắc về hạn mức tối đa trong việc trao quyền chủ động cho các địa phương trong thực hiện cơ chế thí điểm, đồng thời có bổ sung đánh giá tác động của chính sách này đối với các địa phương khác, nhất là các địa phương liền kề. Tiếp tục chương trình làm việc chiều ngày 22 tháng 10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại các tổ về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và các ngành chức năng liên quan đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng. Thảo luận tại tổ về báo cáo tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Báo cáo về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện nghị quyết số 68 năm 2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và các ngành chức năng bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao đối với các báo cáo tờ trình của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các báo cáo tờ trình đã được xây dựng công phu, nêu rõ được thực trạng, nguyên nhân và giải pháp xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các đại biểu cũng cho rằng hiện nay tình trạng cấp trùng đối tượng bảo hiểm y tế vẫn xảy ra, ngành bảo hiểm xã hội cần nhanh chóng có giải pháp khắc phục. Giá dịch vụ khám chữa bệnh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn đang áp dụng theo mức lương cơ sở từ năm 2013 nên không đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Một số quy định về thanh quyết toán bảo hiểm y tế chưa rõ ràng. Các đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét nghiên cứu việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế cần có tính đến các yếu tố mang tính đặc thù địa phương. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu sâu để có những thay đổi về phương thức chi trả chế độ bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi một cách thực chất nhất cho người dân. Các đại biểu cũng đề nghị Trung ương cần tiếp tục quan tâm ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất về y tế, có cơ chế chính sách đặc thù thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao về làm việc tại những vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có tỉnh Yên Bái.
công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước đây đạt kết quả cao, nhưng sau khi thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban dân tộc, thì số đối tượng tham gia đã giảm, cần nhanh chóng có giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh Yên Bái vẫn còn đạt thấp so với bình quân chung của cả nước. Do vậy, cần đẩy mạnh các biện pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tới. Hiện nay, vấn đề nợ bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra chủ yếu ở khu vực ngoài quốc doanh, đề nghị ngành bảo hiểm cần có biện pháp xử lý. Việc chấp hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội mới đạt khoảng 25% so với các quyết định đã được ban hành, đề nghị tăng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, điều chỉnh mức chi trả bảo hiểm xã hội một lần. Ngành bảo hiểm xã hội cần đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, qua đó góp phần thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tất cả các ý kiến thảo luận tại tổ của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và các ngành chức năng sẽ được tổng hợp trình lên Quốc hội. Tiếp tục chương trình công tác tại các huyện phía Tây của tỉnh, sáng ngày 22 tháng 10, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện Trạm Tấu, bàn các giải pháp để thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021. Theo dự toán tỉnh giao năm 2021, huyện Trạm Tấu thu ngân sách trên 81 tỷ đồng, trong đó thu cân đối trên 71 tỷ đồng, thu sử dụng đất là 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn giao tăng thu 7 tỷ đồng từ nguồn thu cân đối và thu tiền sử dụng đất. Đến nay, huyện đã thu trên 70 tỷ đồng, gần bằng 87% dự toán, bằng hơn 161% so với cùng kỳ. Mặc dù thu ngân sách đã đạt được những kết quả khả quan, song vẫn còn nhiều khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, cơ bản có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực thủy điện, thu tiền giao đất phụ thuộc vào bán đấu giá quỹ đất ở dân cư. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến cuối năm 2021 là trên 88 tỷ đồng, trong đó có thu cân đối trên 75 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 13 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Trạm Tấu và các phòng ban chuyên môn đã đề xuất những giải pháp tháo gỡ để hoàn thành số thu còn lại, nhất là 7 tỷ đồng tỉnh giao thu tăng thêm, trong đó tháo gỡ về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách. Có biện pháp, giải pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách ưu đãi và tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đôn đốc khách hàng trúng đấu giá đất, nộp tiền vào ngân sách nhà nước đúng thời gian quy định. Bám sát việc giải ngân vốn đầu tư của các công trình trên địa bàn để đôn đốc các doanh nghiệp thi công kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả thu ngân sách của Trạm Tấu từ đầu năm đến nay. Trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, với địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến cuối năm, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trạm Tấu tiếp tục rà soát, xây dựng chi tiết từ nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu vẫn còn dư địa để bù vào nguồn thu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thêm. Tập trung thu nợ, chống thất thu, đảm bảo sự công bằng, phân kỳ thu trong từng tháng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị. Đối với nguồn thu từ đất cũng cần chủ động lập phương án thu, thời hạn thu. Về những khó khăn vướng mắc của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện và các sở ngành chức năng cùng phối hợp tháo gỡ, nhất là những vấn đề phát sinh, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến hết năm 2021. Chiều cùng ngày tại huyện Văn Chấn, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ về giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm 2021. Năm 2021, huyện Văn Chấn được giao thu ngân sách gần 226 tỷ đồng, trong đó thu cân đối là gần 156 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 70 tỷ đồng. Đến ngày 19 tháng 10, huyện thu đạt 153 tỷ đồng, bằng 68% dự toán tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của tình hình thời tiết khô hạn và dịch bệnh COVID-19 tác động lớn đến đời sống sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chè, thủy điện, thương mại dịch vụ, chăn nuôi gia súc, dẫn tới một số khoản thu chưa bảo đảm tiến độ. Thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2021 còn chậm. Việc giải phóng mặt bằng còn phức tạp, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai còn nhiều hạn chế. Tiến độ thực hiện các chương trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn chậm, ảnh hưởng tới nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện.
Từ nay đến hết năm, huyện Văn Chấn phấn đấu thu đạt kế hoạch được giao, bao gồm nguồn thu theo chỉ tiêu pháp lệnh và 10 tỷ đồng giao thêm. Đối với thị xã Nghĩa Lộ, năm 2021 được giao thu ngân sách 175,5 tỷ đồng, trong đó thu cân đối là 60,5 tỷ đồng, thu từ tiền giao đất là 115 tỷ đồng và phấn đấu tăng thu thêm 19,5 tỷ đồng. Tính đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã thu 110,6 tỷ đồng, đạt 71% dự toán tỉnh giao. Hiện nay, thị xã đang gặp khó khăn về thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khai thác khoáng sản. Nguồn thu từ đất cũng gặp khó khăn do công tác đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất, công tác lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất còn chậm. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, hai địa phương cũng đang triển khai các giải pháp đảm bảo tiến độ các nguồn thu cân đối, nguồn thu từ đất. Chi cục thuế Nghĩa Văn, Trạm Tấu căn cứ vào chỉ tiêu thu và các giải pháp thu của hai địa phương sẽ phối hợp cùng với các phòng ban chuyên môn, bố trí cán bộ theo dõi đôn đốc từng sắc thuế, rà soát nắm chắc từng đối tượng, từng nguồn thu để có biện pháp quản lý thu nộp đầy đủ, kịp thời với ngân sách nhà nước. Tiếp tục giao cho Ủy ban nhân dân các xã thị trấn chủ động rà soát, khai thác triệt để các nguồn thu theo phân cấp trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát việc kê khai quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí và ngân sách, rà soát đôn đốc thu nộp kịp thời dứt điểm vào ngân sách các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan chức năng. Đối với nguồn thu từ đất, các địa phương cũng tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các ngành của tỉnh hoàn thiện thủ tục hồ sơ các quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đôn đốc các trường hợp chúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Tại buổi làm việc, bên cạnh những đề xuất kiến nghị của hai địa phương, lãnh đạo các sở ngành thành viên trong tổ công tác cũng đề nghị hai địa phương cần có kịch bản thu ngân sách chi tiết kịp thời, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, tập trung rà soát thu ngoài quốc doanh nhằm đảm bảo thực hiện sát kịch bản thu trong hơn 2 tháng còn lại của năm. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đánh giá cao những nỗ lực của huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ trong thu ngân sách với số thu cao, đặc biệt là số thu tăng thêm trong bối cảnh tác động của dịch bệnh COVID-19. Thời tiết, nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước và xuất khẩu hạn chế gây khó khăn trong quá trình thu ngân sách. Từ nay đến cuối năm, với điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, trong khi đó số thu còn lớn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu hai địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để tạo nguồn thu, rà soát các nguồn thu, các sắc thuế, xác định nguồn thu cụ thể để bù đắp nguồn thiếu hụt. Chi cục thuế Nghĩa Văn, Trạm Tấu cần tham mưu cho các địa phương về kịch bản thu theo từng tuần, từng tháng, rút ngắn thủ tục liên quan đến đất đai, phát triển quỹ đất trên cơ sở không vi phạm quy định của nhà nước. Tỉnh cũng cam kết sẽ hỗ trợ rút ngắn thủ tục không quá 5 ngày. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị trên cơ sở phân công nhiệm vụ của các thành viên trong tổ công tác, hỗ trợ các địa phương trong nhiệm vụ thu ngân sách theo lĩnh vực phụ trách trên tinh thần đồng bộ hiệu quả. Hai địa phương cần quyết tâm cao phân công nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách mà tỉnh giao. Ngày 21 tháng 10, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng đoàn công tác đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc tại phòng giáo dục huyện Mù Cang Chải. Thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan đến dân tộc cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Việc thực hiện chính sách theo các nghị định của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Qua đó, các chính sách, chương trình, dự án được đưa vào thực hiện đã khuyến khích động viên học sinh ra lớp, tỷ lệ học sinh chuyên cần được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo trong các đơn vị trường. Chất lượng giáo dục và đào tạo có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh lưu ban bỏ học giảm, công tác giáo dục thường xuyên và đào tạo nghề phổ thông được chú trọng. Hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút học sinh đến trường học tập, góp phần phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đúng kế hoạch. Tại buổi làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải đã đề nghị với đoàn công tác về việc rà soát các chính sách dân tộc cho học sinh ở các xã vùng 1 đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục tuyển dụng giáo viên, nhân viên quản sinh, nhân viên y tế, kế toán và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường đạt chuẩn theo lộ trình. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải cần ra soát kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn, chủ động tiếp nhận và triển khai các chính sách một cách sâu rộng để cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục được tiếp cận với các chính sách, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương.
Ngày 22 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức đón công dân của tỉnh Yên Bái trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2. Trong đợt này, tỉnh Yên Bái đón 397 công dân trở về quê hương. Các công dân được đón về quê trong đợt này là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, học sinh, sinh viên, lao động tự do, lao động bị mất việc làm và các nhóm đối tượng khác. Đây là những công dân của tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang gặp khó khăn được tỉnh tổ chức đón về theo nguyện vọng, đã đăng ký và có sự xác nhận của chính quyền địa phương. Tất cả các công dân đều được xét nghiệm PCR và test nhanh cho kết quả âm tính. Tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đi máy bay, chi phí ăn ở, xét nghiệm và sinh hoạt cho tất cả các công dân trong thời gian cách ly, đảm bảo an toàn. Ngay sau khi đón các công dân về, sẽ được cách ly tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện Trấn Yên và tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái. Sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung, các công dân sẽ được bàn giao về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Bộ Công an triển khai phần mềm khai báo y tế VNEID cho người di chuyển nội địa, người dân trong cả nước đã sử dụng phần mềm này. Tuy nhiên, do phần mềm mới triển khai nên không ít người chưa biết cách cài đặt và sử dụng. Để đẩy nhanh tiến độ cài đặt phần mềm giúp công tác khai báo y tế được nhanh chóng thuận tiện, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng phần mềm này khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh nút giao IC12, lượng người và phương tiện qua lại khá đông, nhất là khi nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, lượng người di chuyển qua chốt cũng đông hơn. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng biết cách cài đặt, sử dụng phần mềm khai báo y tế VNEID của Bộ Công an, nên việc khai báo y tế còn chậm. Để khắc phục tình trạng này, một số đơn vị đã tham gia hỗ trợ tại chốt, vừa tuyên truyền vừa hướng dẫn người cài đặt sử dụng app khai báo y tế. Em đến nút giao IC12 để cùng với các chú ở đây giúp người dân khi đi từ mọi nơi về để khai báo y tế trên ứng dụng VNEID ạ. Và hỗ trợ cài đặt ứng dụng để cho mọi người khai báo y tế để về nơi và để kiểu dễ kiểm soát dịch ạ. Hiện tại ứng dụng đã có thể cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí trên hai hệ điều hành của điện thoại thông minh là Android. App VNEID thống nhất sử dụng mẫu tờ khai chung do Bộ Công an ban hành. Thống nhất một mã QR code của công dân sử dụng liên thông giữa phần mềm quản lý công dân vùng dịch và các ứng dụng đang sử dụng phổ biến khác. Ứng dụng VNEID có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo tính chính xác của thông tin công dân, phục vụ công tác truy vết, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, người dân nên thực hiện việc khai báo y tế, khai báo thông tin di chuyển nội địa bằng cách sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng VNEID về khai báo y tế điện tử để nhận mã QR khi đi qua các chốt kiểm tra phòng chống COVID-19. Trong quá trình di chuyển nội địa trong các tỉnh giữa với nhau, tôi đã cài đặt phần mềm VNEID của Bộ Công an để khai báo quá trình di chuyển của mình, thì rất thuận tiện đi qua các chốt kiểm dịch của tỉnh Yên Bái. Mình chỉ mất khoảng 1 phút để khai báo mà nó sẽ lưu vết cái trường thông tin cũ để cho mình di chuyển điểm đến và điểm đi thôi. Nên là hướng mọi người sẽ cố gắng cài đặt và sử dụng thành thạo để thuận tiện cho cơ quan chức năng cùng phối hợp để phòng chống dịch COVID ạ. Đến thời điểm này, lượng người qua các chốt có sử dụng phần mềm VNEID còn chưa nhiều. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông làm việc tại các chốt của tỉnh chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện việc khai báo y tế, khai báo thông tin di chuyển nội địa thông qua ứng dụng VNEID. Tổng hợp cập nhật và kiểm soát chặt chẽ thông tin di chuyển của người dân ra vào vùng dịch trên hệ thống phần mềm. Bố trí lực lượng thường trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát người ra vào vùng dịch. Có phương án kiểm soát việc người dân đi lại giữa các vùng nguy cơ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và tránh gây ùn tắc giao thông. Nhận định cái việc mà số người mà chưa quen cái việc khai báo trước, và thứ hai nữa là chưa tải phần mềm về, và có những người là chưa quen việc thao tác trên phần mềm, thì ở chốt chúng tôi đã báo cáo và đề xuất ban chỉ đạo. Việc đầu tiên là nhờ các thông tin truyền thông, các đơn vị truyền thông là tuyên truyền phổ biến rộng khắp. Và việc thứ hai là ở chốt chúng tôi cũng xin tăng cường thêm các bạn thanh niên tình nguyện để làm sao mà hướng dẫn người dân khai báo được nhanh nhất, thuận tiện nhất, để mọi người dân khi đi đến các chốt điểm dịch không riêng ở tỉnh Yên Bái mà đã chủ động khai báo trước điểm đi, điểm đến và các thông tin cần thiết ở trong phần mềm đã yêu cầu, để làm sao giảm việc mà tập trung đông người tại chốt, và thứ hai là thuận lợi cho việc di chuyển của người dân. Sau khi khai báo y tế,
Ứng dụng VNEID sẽ hiển thị kết quả làm mã QR để qua các chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các tỉnh thành trong cả nước. Mã QR khai báo y tế trên VNEID cũng được sử dụng liên thông cho các ứng dụng đang sử dụng như nCoV, Bluezone, sổ sức khỏe điện tử. Để sử dụng, người dân cài đặt phần mềm app mobile VNEID trên iOS hoặc Android. Sau khi cài đặt thành công, thực hiện các bước khai báo thông tin theo hướng dẫn và thực hiện quét mã QR điểm quét tại chốt kiểm dịch y tế. Để việc di chuyển được thuận lợi, mỗi người dân hãy chủ động cài đặt ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh, khai báo thông tin, lấy mã QR trước khi qua chốt kiểm dịch. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 10, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Suối Bu, huyện Văn Chấn về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ xã Suối Bu, huyện Văn Chấn đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành 36 tiêu chí về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, trong đó có 4 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, 13 tiêu chí về phát triển kinh tế và 19 chỉ tiêu về văn hóa xã hội. Tuy nhiên đến nay công tác phát triển Đảng của Đảng bộ mới đạt 25% do gặp khó khăn về nguồn. Về lĩnh vực phát triển kinh tế, xã Suối Bu đã hoàn thành 2 tiêu chí về điện và cơ sở vật chất. Các chỉ tiêu còn lại phấn đấu hoàn thành trong 3 tháng cuối năm. Về lĩnh vực văn hóa xã hội đã hoàn thành 17 tiêu chí, đạt 100% kế hoạch được giao. Trong 9 tháng, số hộ nghèo của xã giảm được 14%. Dự buổi sinh hoạt với Đảng bộ xã Suối Bu, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đề nghị cấp ủy, chính quyền xã phải đặt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 lên hàng đầu, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Đồng thời tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tìm ra các giải pháp tối ưu để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt được trong năm 2021. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với công ty cổ phần xăng dầu Yên Bái trao tặng 7 bộ máy tính và 2 TV cho trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Bu. Ngày 22 tháng 10, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổ chức hội nghị quán triệt học tập chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2021. Tại hội nghị, các cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên và người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được quán triệt nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Chuyên đề được chia thành nhiều nội dung gồm ý chí tự lực tự cường về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc và việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, chuyên đề đã nêu rõ cần tập trung làm tốt 3 nội dung, gồm học tập làm theo Bác và nêu gương của cán bộ đảng viên. Theo đó cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu như nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên không thể thiếu đối với mỗi cán bộ đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ đảng viên tự giác tu dưỡng rèn luyện, chủ động thông tin kịp thời chính xác khách quan đúng định hướng chính trị, để cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên tinh thần đó, mỗi cán bộ đảng viên, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn tiếp theo. Ngày 22 tháng 10, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cho 106 cán bộ, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, khối mặt trận tổ quốc, đoàn thể tỉnh, các huyện thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt 8 chuyên đề về chức năng nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy địa phương, xây dựng chương trình công tác của cấp ủy, phục vụ hội nghị cấp ủy, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, quản lý sử dụng chữ ký số và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, biên soạn văn bản của Đảng, thông tin phục vụ cấp ủy và xây dựng thẩm định, đề án trình hội nghị cấp ủy. Công tác văn phòng có vị trí và vai trò rất quan trọng trong công tác tham mưu giúp việc cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan đơn vị địa phương. Do đó, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy nhằm nâng cao kiến thức tổng hợp, phương thức làm việc khoa học, linh hoạt và đúng nguyên tắc cho các cán bộ ở các cơ quan tham mưu giúp việc,
trong đó đặc biệt là những kỹ năng về xây dựng văn bản của Đảng. Qua đó giúp cấp ủy chính quyền vận dụng vào thực tế địa phương, đơn vị mình để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.